Bí mật về sinh nhật của Bruno. Wow, mấy quả bóng này thiệt là đẹp quá đi. Nếu mình có thể nhận được món quà sinh nhật vào ngày mai thì thật là tuyệt vời. Được rồi, mình sẽ đề nghị bạn của mình tặng cho mình mới được. Cái gì? Cậu nghĩ ra món quà sinh nhật của cậu rồi hả? Phải đó. Tại sao cậu lại đề nghị vậy? Bởi vì nếu như các cậu chưa mua quà cho mình thì các cậu có thể mua cho mình bộ bóng đó. Còn nếu mua rồi thì các cậu đem tới đổi món quà cũ lấy bộ bóng mới cho mình đi. Nhưng mà tụi mình tặng cậu là món quà bí mật. Đúng rồi. Bí mật hả? Các cậu có thể tặng cho mình bộ bóng hình hệ mặt trời không nhỉ? Gì? Không đời nào. Bruno, tụi mình sẽ tặng quà cho cậu theo ý của tụi mình. Vậy đừng có đòi hỏi nữa. Được rồi, nếu các cậu nói vậy thì mình không còn cách nào khác ngoài việc đi hỏi chú Builder. Hả? Con muốn bộ bóng hình hệ mặt trời cho sinh nhật của con hả? Dạ, có được không vậy chú? Tháng trước chú đã tặng con trái bóng rổ coi như quà sinh nhật sớm rồi mà. Dạ phải, nhưng bộ bóng hình hệ mặt trời vừa xuất hiện vài ngày trước và con thật sự rất muốn có được nó. Ê, nếu vậy thì sao con có thể yêu cầu chú tặng quà cho con nữa chứ? Dạ, chú Builder. Ê, xin lỗi nha. Bây giờ mình sẽ đi đến cảng. Xin lỗi vì không thể giúp cậu dọn dẹp được nha. Không sao. Chúng mình dư sức dọn dẹp sạch sẽ mà. Được rồi, gặp lại mọi người sau. Bye Jin. Tạm biệt Jin. À đúng rồi, khi nào thì Haley về đây dọn phủ? Hả? Polly, nhìn đây này. Haley, nếu cậu ở đây thì bắt đầu dọn dẹp đi. Thôi nào, nhìn đây này. Hả? Cậu lấy ở đâu ra vậy? Mình tìm thấy ở trên bàn của Jin. Đây là quả bóng hình mặt trời. Thật tuyệt phải không? Mình nghĩ rằng trước khi Jin phát hiện ra thì cậu nên để lại trên bàn của cậu ấy đi. Cậu ấy đi rồi nên mình chơi một chút mới trả lại. Mình phải làm gì đây? Thấy chưa? Mình đã nói là cậu đem trả lại đi mà. Chắc cậu hả? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Mình nghĩ Haley đã gây ra rất rối lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải quà sinh nhật của Bruno không? Vậy đó là quà sinh nhật của Bruno sao? Phải. Jin đã để ở trong bàn chuẩn bị tặng cho Bruno. Nếu Jin phát hiện ra thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Jin, ai cho phép cậu đụng vào quả bóng hả? Cậu biết khó lắm mới suy nghĩ được hay không vậy? Bây giờ cậu tính sao hả? Cậu ấy sẽ không để mình yên đâu. Mình phải lấy ra ngay. Haley, để mình xem. Mình sẽ lấy ra. Cánh tay của mình không giới tới được, không thể lấy quả bóng ra. Chuyện này không dễ như mình nghĩ. Chúng ta hãy nghĩ cách khác thôi các cậu. Các cậu hãy giúp mình đi mà. Không phải cái này, cũng không phải. Mình muốn có bộ bóng hình hệ mặt trời. Đi cẩn thận nha. Dạ con biết rồi. Hai người họ đi đâu vậy ta? Có khi nào... Chút nữa. Chút nữa. Trời. Ôi, suýt nữa lấy được rồi. Ngay cả đồ hút rác cũng rơi xuống luôn rồi. Nhắc cậu. Lần này hãy để cho mình thử đi. Được rồi, sắp lên rồi. Thực sự không dễ dàng chút nào. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Giờ chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn nào? Đầu tiên, chúng ta nói với Jin những gì đã xảy ra và nhanh chóng chuẩn bị một món quà mới. Thứ hai là chúng ta nói với Jin và cùng nhau tìm cách lấy quả bóng lên đây. Lựa chọn nào thì cũng không được. Cuối cùng Jin vẫn phát hiện ra chuyện này. Mình sẽ phát hiện ra điều gì? Jin, cậu về rồi. Mình có thể chắc chắn rằng các cậu vẫn chưa dọn dẹp xong. Và các cậu đang giấu mình điều gì đấy hả? Chuyện là gì? Mình xin lỗi Jin, mình lấy món quà của Bruno ra chơi và để rơi vào bể nước. Gì? Haley không biết đó là món quà sinh nhật của Bruno. Tụi mình cũng đã nghĩ cách để lấy quả bóng ra rồi nhưng mà không được. Để mình xem sao. Để coi mình có lấy được hay không. Mọi người tránh ra đi. Được. Haley, cậu có thể mở vài nước đằng kia không? Hả? Được. Ha ha ha.
lấy được rồi. Wow, cậu tuyệt vời quá đi. Có gì tuyệt vời đâu. Các cậu không biết quả bóng sẽ nổi lên hay sao chứ? Chúng mình đã rất hoảng loạn nên không suy nghĩ được cái gì hết. Cậu nói đúng, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ là có thể nghĩ ra giải pháp rồi. Dù sao đi nữa Jim, mình thật sự xin lỗi. Không sao đâu, cậu lau sạch quả bóng đi để mình gói quà luôn cho. Được rồi. Tại sao họ lại vào cửa hàng đồ chơi vậy ta? À, ra rồi. Các cậu. Đúng không? Hey, các cậu đang làm gì ở đây vậy? Hốt, có phải là bộ bóng hình hệ mặt trời không nhỉ? Max ơi, đó có phải là quà của mình không? Không phải đâu. Mình không biết chuyện gì hết đó, mình đang rất bận rộn. Ê Max, cậu đi đâu vậy? Bộ bóng hình hệ. Tụi con để Bruno phát hiện ra chuyện này rồi hả? Dạ, tụi con bước ra cửa hàng là nhìn thấy Bruno rồi đó chú. Chúng ta nên làm gì? Nếu Bruno biết món quà đang ở đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ phát điên muốn mở quà sớm mà thôi. Lần này chúng ta phải giữ bí mật. Năm ngoái cậu ấy đã tìm thấy món quà vào đêm trước và đã phá hỏng sự bất ngờ vào ngày sinh nhật đó. Làm sao giấu ở một chỗ mà cậu ấy không thể tìm được đây? Nhưng giấu ở đâu? Bất kể ở đâu thì Bruno cũng sẽ tìm thấy. À, chú vừa mới nghĩ ra có một nơi tuyệt vời để giấu món quà này. Đó là đâu? Được rồi, mọi người đến đây nghe nè. Nên giấu ở một nơi thật kín đáo mới được. Họ sẽ giấu ở một nơi thật kín đáo. Vậy là ở đằng kia rồi. Tìm thấy rồi. Thêm một chút nữa là được thôi. Có ai không cứu với? Ôi trời ơi, âm thanh này là gì vậy? Trường hợp khẩn cấp, giúp Bender gọi tới báo Bruno bị rơi xuống giếng ở công trường. Tất cả thành viên đi tới đó ngay lập tức. Được rồi. Cậu đừng nhúc nhích, chỉ cần ở yên trong đó thôi. Được rồi, mình sẽ ra. Cậu xem bên đó có gì không? Được rồi. Cậu ấy bị mắc kẹt ở miệng giếng, chỗ đó rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh lên. Haley, cậu tiếp tục canh chừng Bruno. Được rồi. Roy và Amber, chuẩn bị chúng được giải cứu. Đã sẵn sàng rồi. Tốt, mình sẽ bắt đầu. Ôi, cảm ơn rất nhiều. Trường đó, cậu có ổn không? Ổn mà, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. May mà cậu không bị sao cả. Mọi người giấu quà sinh nhật của Bruno ở đó nên mới xảy ra tai nạn này sao? Đúng vậy, mọi người đã nghĩ tới việc tặng cho Bruno một món quà bí mật để làm cậu ấy ngạc nhiên đó mà. Mình thật sự xin lỗi nha, mình nên chờ đợi mới phải. Bây giờ món quà bị lãng phí mất rồi. Đây là lý do tại sao mình nói với cậu đừng tò mò quá.
Holly, con có cách nào để lấy hộp quà lên không vậy? Tất nhiên. Thật sự à? Món quà nổi lên rồi. Xong rồi. Nè, món quà đây. Cảm ơn tụi con. Không có gì vậy. Mình có nên mở hộp quà ngay bây giờ không? Không được. Nếu cậu mở ra ở đây thì không có vui đâu. Đúng đó Bruno. Làm ơn đợi thêm chút nữa. Ngày mai hãy mở quà ra. Nhưng đó là quà sinh nhật của mình. Và mình muốn mở ra. Muốn mở ngay luôn. Được rồi. Con mở ra liền đi. Đó là bộ bóng hình hệ mặt trời. Jin sẽ thất vọng khi phát hiện ra chuyện này. Đúng vậy, món quà của Jin là một bộ bóng hệ mặt trời. Cái gì? Jin cũng tặng cho mình một bộ bóng hệ mặt trời luôn hả? Vui quá, mình có cả hai bộ bóng này luôn. Yeah. Nè Bruno, con có thích những quả bóng đó hay không? Dạ con thích lắm, đối với con bao nhiêu quả bóng cũng không đủ nha. Con có cả một bộ sưu tập bóng. Đây là bộ bí mật của chúng tôi. Mình sẽ trở lại. Các cậu, đây là ngày tuyệt vời để chơi. Cũng là ngày tuyệt vời để tuần tra. Đúng vậy. Nếu thấy gì nhớ báo lại cho mình biết nha. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Chúng ta không đi sớm thì không còn sân chơi nữa đâu đó. Mình tới đây. Mini, khi băng qua đường con nhớ nhìn hai bên đường nha. Dạ con biết rồi ông. Bạn phải ông đi. Được rồi, nhớ cẩn thận nha mấy đứa. Chúng ta tới trễ rồi kìa. Thấy chưa, mình đã nói là chúng ta phải nhanh lên rồi mà. Đợi một chút. Em xin lỗi. Hả? Anh có thể nói cho tụi em biết khi nào chơi xong không? Sao vậy? Vì tụi em cũng muốn chơi bóng chuyền nữa. Anh xin lỗi. Nhưng mà tụi anh tới đây trước rồi. Tụi anh còn phải chơi một lúc nữa. Hay là tụi em thử chơi ở sân Apple Street đi. Nãy anh đi ngang thấy không có ai hết á. Sao? Đi thôi nào. Tụi anh đã chơi ở đây cả ngày hôm qua rồi. Cho tụi em chơi được không? Chỗ của tụi anh lớn lắm, tụi anh đến đó đi. Tụi anh cũng muốn như vậy. Nhưng mà chỗ của tụi anh để gỗ và vật liệu xây dựng hết rồi. Không còn chỗ trống nữa. Tụi em chờ một chút đi. Chờ bao lâu? Một, hai tiếng hay ba tiếng gì đó. Hay bốn tiếng, năm tiếng. Chúng ta đi thôi. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Có nơi này nữa sao ta? Hả? Gì vậy? Wow, đúng là có một nơi rộng như vậy luôn. Các cậu, mình mới vừa tìm thấy nơi này. Mình sẽ gửi vị trí cho. Mau đến đây đi. Được rồi. Wow, ở đây có một ngôi nhà cũ. Tại sao mình lại không biết vậy? Mình biết, chỗ này bị cây che phủ hết. Khi cơn bão đi qua, cây ngã hết mới thấy được. Vậy sao? Có vào không? Thật đáng sợ. Mình hy vọng sẽ không có chuyện gì cả. Mọi người đi cẩn thận nào. Chúng ta phải kiểm tra nơi này. Được rồi. Có sao không? Không sao. Nhưng mà nơi này rất là nguy hiểm. Cậu nói đúng đó. Chúng ta ra ngoài thôi. Chúng ta phải chặn đường, không cho ai vô trong này hết thì mới được. Được rồi. Rồi đi. Mình nghĩ là chúng ta nên quay về nhà. Hình như ở đây không phải là con đường bình thường.
Về đi Rudy, mình thấy mệt rồi. Không được, chúng ta nhất định phải tìm được một cái sân để chơi bóng. Các cậu về đi, còn mình thì không đâu. Thì vậy, vào trong coi thử đi. Là đáng sợ. Đừng có sợ, ở đây giống như nơi ẩn náu bí mật của cướp biển vậy á. Mình không cho cướp biển đâu, cậu sửa thành tòa lâu đài đi. Được, cậu muốn gì cũng được hết. Đây là câu lạc bộ của chúng ta. Câu lạc bộ của chúng ta hả? Và chúng ta không được nói bí mật này cho bất cứ ai nghe hết. Hiểu chưa? Được. Nào, hứa đây. Xin hứa. Ok, chú Builder, con sẽ nói với họ. Chú Builder sẽ kiểm tra căn nhà cho chúng ta. Căn nhà đó bị tổn thất nặng nề quá rồi. Quá tệ, mình nghĩ là phải sửa nhiều lắm đó. Khi nào thì bắt đầu làm vậy? Chú ấy nói sáng mai sẽ tới đó. Tuyệt vời, sau khi chúng ta tuần tra xong, sẽ ghé qua đó xem sao luôn. Đây là một ý tưởng hay, căn nhà đó quá cũ rồi. Cảm ơn các cậu, hôm nay các cậu đã làm một công việc tuyệt vời. Ngày mai cũng vậy nha. Gặp cậu ở đó. Nè cậu, ba của cậu sắp đi làm rồi, hôn ba cái đi. Mình nói là hôn ba cậu. Đúng là cậu ba đời này. Làm việc xong ba sẽ trở về. Mini, mình không muốn ngậm cái này vào miệng mình nữa đâu. Không được, nếu cậu là em bé thì cậu phải ngậm vào. Cậu coi lại lời thoại đi. Được rồi, bắt đầu từ bên này. Ai ở ngoài kia Max vậy? Hulk, sẵn sàng chưa? Im lặng, chúng ta cứ đợi họ rời khỏi. Không, xảy ra chuyện gì vậy? Con bắt đầu từ bên kia không? Hulk à, sao con không làm bên đây? Ông Builder, mau dọn lại đi. Rudy, ở đây không an toàn đâu con. Nhưng Minnie và Benny đang ở trong đó. Cái gì hả? Minnie, Benny, có ở đó không? Các cậu hãy quên lời hứa đi. Chỉ cần nói là các cậu ổn không thôi. Kiếm người giúp thôi. Kiếm người giúp thôi. Xin chào, đội cứu hộ nghe đây. Chú Builder hả? Cái gì? Chú nói cái gì chứ? Sao vậy Jin? Các cậu, trường hợp khẩn cấp lắm. Chú Builder đang chuẩn bị đập căn nhà đó. Nhưng Benny và Minnie thì đang ở trong nhà. Sao? Được rồi, chúng mình sẽ tới đó ngay. Nhanh lên nào. Cứu chúng con với. Chờ chút, các cậu làm được. Đội cứu hộ đang trên đường tới đây đó. Thở kìa. Ở bên trong. Haley, xem coi tụi nhỏ đang ở đâu vậy? Được rồi, tụi mình sẽ cứu tụi nhỏ. Mọi người lùi lại đi. Rồi, nhanh lên đội cứu hộ. Họ ở đó. Nhưng lối vào bị cây cột chặn lại rồi. Chúng ta không vào được. Mình hiểu rồi. Tụi mình sẽ tìm cách vào trong đó. Cậu cứ tiếp tục xem đi. Rồi, tụi mình phải nhấc căn nhà lên để mở lối vào. Cậu làm được không? Mình sẽ thử. Ok, khi cậu mở lối vào rồi thì mình sẽ đi vào trong đó nâng cây cột lên. Còn Amber, cậu đi cứu tụi nhỏ đi. Được rồi. Nhanh lên. Em ơi, trông chậu cậu quá. Được rồi. Tụi em có ổn không? Dạ. Tốt,
Giờ đi ra ngoài thôi, cẩn thận đó. Molly, mọi thứ sắp sụp đổ. Mọi người ra đi. Nhanh lên đi nào, tiếp tục di chuyển nào, đi nhanh lên. Molly, ra ngoài nhanh lên. Đi đi, hey. Tụi em xin lỗi. Tụi em biết tụi em không nên vào đây, nhưng tụi em không còn chỗ nào chơi hết. Tụi anh hiểu. Nếu tụi anh biết sẽ xảy ra chuyện này thì hôm qua tụi anh đã cho tụi em chơi ở sân đó rồi. Chúng ta cần phải tìm ra một nơi an toàn để mọi người có thể chơi được với nhau. Chúng ta có thể xây dựng lại một sân chơi không vậy? Được, anh đã tìm ra nơi này. Tất nhiên, phải nhờ chú Builder giúp một tay rồi. Chú cũng muốn xây một nơi cho tụi nhỏ chơi. Vậy con muốn chú xây ở đâu đây? Ở đây, con nghĩ ở đây là một sân chơi tuyệt vời. Tất nhiên, ở đây gần chỗ chúng ta sống mà. Chúng ta phải đảm bảo tất cả mọi thứ đều an toàn. Có thể xây dựng một cabin, một sân bóng, để cái xích đu, cái cầu tượng. Như vậy thì tuyệt vời lắm. Wow, tụi em thích quá. Tụi em có thể vào trong không vậy? Được chứ. Vậy là Hilly đưa ra ý tưởng rất tuyệt vời. Cảm ơn chú Builder. Không cần phải cảm ơn, chú chỉ làm theo kế hoạch mà Hilly vạch ra thôi. Hilly, lần này cậu thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn anh Hilly. Nơi này rất tuyệt vời, các cậu mau nói đi. Tụi em yêu nơi này. Anh có thể đến chơi khi rảnh phải không? Anh nói vậy không đúng. Anh phải được phép đến chơi được câu lạc bộ bí mật. Vậy không công bằng. Nào các em, các em không nhớ đây là kế hoạch của anh sao? Không nhớ. Chờ đã. Tập phim Chuyện về con ma. Thật đáng sợ như có bóng ma đi theo quá. Cái gì vậy? Cái gì? Cậu nhìn thấy một con ma hả? Đúng vậy Spooky. Mình nhìn thấy ngọn lửa phát ra từ miệng và đôi mắt đang phát sáng nữa. Đôi mắt đang phát sáng sao? Chốt cuộc là xảy ra chuyện gì á? Con ma tới gần và nói hãy để lại lốp xe, nếu không thì sẽ lấy mạng và còn ăn thịt nữa. Thật đáng sợ. Các cậu có thực sự nghĩ rằng khu rừng có ma thật hay không? Còn mình thì không nghĩ vậy đâu. Mình nghĩ là trong rừng có ma thì Cáp mới nói như vậy. Nếu không có ma thì mình không sợ cậu đâu. Cậu cảm thấy sợ hãi vì cậu là một kẻ nhát gan. Gì? Mình nhát gan hả? Mình không có nhát gan đâu nha. Nếu không nhát gan thì chứng minh cho mình thấy đi. Chứng minh thế nào chứ? Đi đến khu rừng bị ma ám. Khu rừng ma ám sao? Mini đi không? Đi chứ. Cậu đi không? Mình cũng đi với cậu. Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau trước khu rừng. Hứa đi. Xin hứa. Xin hứa. Wow, các cậu đã làm kỷ lục mới rồi. Ngạc nhiên quá. Hả? Có sao không, Hilly? Mình không sao. Mình có chuyện muốn nói với các cậu. Chuyện gì? Tối hôm qua khép đi vào rừng. Cậu muốn nói với tụi mình về con ma có phải không? Cái gì? Sao các cậu biết? Năm ngoái tụi mình cũng nghe câu chuyện về con ma rồi. Phải. Chúng mình luôn nghe thấy chuyện này vào khoảng thời gian này trong năm. Cậu không nhớ sao? Năm ngoái chúng mình đã đi xuyên rừng để tìm con ma. Lần này nghe giống như thật lắm. Nè Hilly, khép luôn có trí tưởng tượng phong phú mà. Vậy mà mình nghĩ đây là một chuyện quan trọng. Hilly,
cậu có muốn biết một chuyện quan trọng không? Chuyện gì? Cánh quạt của cậu bị hỏng nữa rồi. Hả? Rudy. Xin chào. Rồi, chúng ta xuất phát nào. Chúng ta thực sự phải đi sao? Tất nhiên rồi. Không lẽ cậu cảm thấy sợ hả Benny? Không, mình không sợ. Tốt, cậu dẫn đầu đi nha. Cho chúng mình thấy cậu không phải kẻ nhát gan. Rudy, cậu đừng nói như vậy mà. Không sao đâu Mini, mình sẽ dẫn đầu mà. Nhưng các cậu hứa với mình là các cậu sẽ đi chung với mình tới hết đường nha. Mình hứa. Jin, kiểm tra khu rừng bị ma ám đi. Có vẻ như lần này là thật đó. Cậu thử lại coi đã quay được chưa. Xong rồi, mình đúng là giỏi sửa chữa thiệt mà. Làm ơn đi với mình. Nếu muốn thì tại sao cậu không đi một mình? Jin, nếu như cậu nhìn thấy ma thì hãy nói cho mình biết. Jin, tôi là người dũng cảm nhất trong thị trấn Rum. Tôi là người dũng cảm. Rudy, cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Đó chẳng qua chỉ là một mảnh giấy mà thôi. Rudy, chúng ta hãy quay lại ngay đi. Không có ma ở đây đâu. Chỉ là mảnh giấy nhỏ thôi. Nếu các cậu sợ thì hãy ở lại đây. Mình sẽ tiếp tục đi về phía trước. Gì chứ? Chúng ta để cậu ấy tự đi một mình như vậy có được mình không? Mình không biết. Cậu ấy là một người cứng cổ, luôn làm theo ý của mình. Là tiếng Rudy phải không? Rudy. Cậu đâu, đâu rồi? Mình ở đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy Rudy? Đây không phải là lúc để cười đâu. Mình nhìn thấy một con ma đó. Con ma? Ở đâu? Ma gì vậy Rudy? Không có gì ở đây hết á. Mình nhìn thấy đó là một con quái vật đáng sợ. Cho nên cậu bỏ chạy và bị mắc kẹt ở đây hay sao chứ? Thôi đi thôi. Thôi nào, hãy giúp mình ra khỏi đây đi. Mình hoàn toàn bất lực trong vụ này. Được rồi, Benny và mình sẽ đi tìm người tới đây để giúp đỡ cho cậu nha. Đi thôi Benny. Đi thôi. Không. Hả? Mình sợ phải ở lại đây một mình lắm. Vậy phải làm sao? Vậy thì mình sẽ đi một mình nha. Cậu đi một mình? Nếu Rudy ở lại đây một mình thì cậu ấy có thể sẽ bị ma ăn thịt đó. Cậu có chắc là cậu có thể tự đi không đó? Đừng lo lắng, mình sẽ trở lại ngay. Đừng sợ Benny, bạn của mày đang gặp nguy hiểm. Mày phải đi tìm người tới đây giúp đỡ bạn mày mới được. Giờ mình đang ở đâu vậy? Mình thực sự không biết phải làm sao nữa. Mình thấy sợ quá. Thật đáng sợ quá. Có phải là Hayley không? Nè. Hayley. Em ở đây. Benny. Hayley. Em có sao không? Em không sao, nhưng Rudy và Mini đang gặp rắc rối. Rudy và Mini đâu? Sao cậu ấy đi lâu quá vậy? Nếu cậu ấy bỏ rơi chúng ta thì phải làm sao đây? Mình không biết nữa. Không. Rudy, Mini. Có người tới giúp rồi. Các em ổn chứ? Ôi trời ơi Rudy, xin hãy đưa em ra khỏi đây đi. Đừng lo lắng, anh sẽ đưa em ra ngoài ngay. Anh cần thêm người tới đây phụ một tay. Jin, làm gần xong rồi, bây giờ phải làm lại nữa. Xin lỗi Jin, nhưng mà cậu có nhìn thấy Hayley đâu không? Mình nghĩ là cậu ấy đã đi đến khu rừng bị ma ám. Khu rừng ma ám. Đúng. Hả? Hayley, cậu có tìm thấy con ma nào không vậy? Không tìm được, nhưng mình cần sự giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Mình mở video cho cậu coi.
Ba đứa nhỏ. Chuyện gì xảy ra với họ vậy? Mình nghĩ tụi nhỏ đến đây để tìm ma, nhưng Rudy lại bị mắc kẹt trong một gốc cây và mình không thể đưa cậu ấy ra ngoài, cần phải có thêm người giúp. Các cậu mau tới đây đi. Được rồi, Haley, chúng mình tới đây. Haley, tụi mình sẽ nhanh chóng đi tới khu rừng. Bắn pháo cho mình biết vị trí đi. Hiểu rồi. Đằng kia kìa, nhanh lên đi. Đưa cậu ấy ra ngoài được chưa? Tất nhiên rồi, đừng lo lắng. Tới rồi. Mọi người vẫn ổn chứ? Mọi người vẫn ổn mà, không có sao hết, ngoại trừ Rudy. Wow, trong này nhỏ quá đi. Rudy, anh sẽ đưa em ra ngoài. Sẵn sàng chưa? Có con ma kìa. Cứu tôi. Rudy. Em ổn không vậy Rudy? Dạ, em không sao. Đừng lo lắng, giờ đưa em ra ngoài nha. Cảm ơn. Em còn sống. Rất vui vì mọi người đều an toàn. Nhưng các em có biết ban đêm đi vào rừng như vậy rất là nguy hiểm không? Đúng vậy, mọi thứ trông rất khác vào ban đêm. Và các em có thể bị lạc đó. Và các em có thể sẽ gặp phải những động vật hoang dã nữa. Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em. Em đã nói Benny là một kẻ nhát gan. Em biết hôm nay em ấy đã dũng cảm như thế nào không? Xin lỗi Benny, mình sẽ không bao giờ gọi cậu là một kẻ nhát gan nữa. Không sao đâu. Lại là con ma đó nữa kìa. Ở đâu? Đó chỉ là một con cú mèo mà thôi mọi người. Thật sự là một con cú mèo sao? Đúng vậy, giờ các em biết trên đời không có ma rồi, về nhà được chưa? Dạ. Em sẽ dẫn đầu mọi người, bởi vì em không còn là một kẻ nhát gan nữa. Ma kìa. Quả bóng mới của Bruno. Mình về rồi. Chào cậu Lily. Tình hình trong làng sao rồi? Không ổn lắm. Cơn mưa đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Lần này thiệt hại nặng nề ra sao? Mình có quay video lại cho các cậu xem đây. Các cậu thấy đó, cơn lũ đã xé toạc các thanh gỗ trên cầu trong chớp nhoáng. Vì đá tảng rơi xuống chắn ngay đường đi và lối vào đường hầm bị tắc nghẽn. Con đường phía trước bưu điện thị trấn cần được sửa chữa lại. Lần này thật sự thiệt hại quá là nặng nề. Phải, chúng ta phải đi sửa chữa ngay thì mới kịp được. Được, mình sẽ liên hệ chú Builder. Chú ấy có thể lo việc làm lại con đường. Hôm nay chúng ta phải làm hết sức. Được. 1, 2. Chào Bruno. Ủa, xin chào. Các cậu, nhìn nè. Xem thử đi. Đây là quả bóng vàng thượng hạng.
Điểm đặc biệt của nó là nảy cao hơn bóng thường, nó còn có ánh đèn lấp lánh nữa. Tuyệt quá. Cho tụi mình chơi với có được không? Không được, bóng này hiếm có nên khó tìm ra lắm. Bruno, một lần thôi mà. Không, mình không muốn làm hỏng nó. Vậy cậu ấy kêu chúng ta tới chỉ để khoe mẽ sao? Đúng đó. Một, hai. Bruno, giật hết cái mình. Ủa, chú Builder, chú đã dặn con là không được chơi ở đây rồi mà, ở đây nguy hiểm lắm. Xin lỗi chú Builder, con đem đi cất liền. Sẽ không có ai biết được mình để ở đâu hết. Dâu trái bông đi, dâu trái bông đi, không có gì đâu, mình chỉ dâu trái bông đi thôi. Đây, quả bóng vàng thượng hạng của mình. Haley, cậu xong chưa vậy? Sắp xong rồi. Rudo. Dạ. Qua đây coi. Dạ. Con đây. Bây giờ hai chú cháu mình ghé qua bưu điện một chút nha. Dạ. Cơn bão ngày hôm qua làm hư hết đường xá nên chú muốn kiểm tra lại một chút. Phải kiểm tra trước thì mới biết được cần làm cái gì trước khi bắt đầu công việc. Dạ. Vậy chúng ta nên đi thôi. Jambu, mình sẽ quay lại liền. Từ từ thôi Bruno. Mark, tụi mình nghỉ ngơi chút đi. Nếu muốn thì cùng chơi bóng chút đi. Chúng ta không được phép chơi ở đây, chú Builder sẽ nổi giận đó. Với lại tụi mình cũng đâu có banh bóng gì ở đây. Thật ra mình biết Bruno giấu quả bóng đó ở đâu. Vậy sao? Ở đâu vậy? Nhìn đẹp ghê ha. Tụi mình mượn một chút thôi, chơi xong để lại chỗ cũ là được rồi. Cậu ấy không có để ý đâu. Nhanh lên chơi thôi, Bruno sắp quay lại rồi đó. Giỏi lắm Bruno, nhờ có con nên tiến độ công việc mới nhanh vậy. Dạ không có chi. Chú phải đi bàn với Mickey về việc đổ thêm xi măng để lấp đầy cái lỗ. Con có thể quay lại bên công trình đó và đợi chung với tụi bạn con. Dạ được thôi. Nhớ là phải đi thẳng tới chỗ công trình thi công nghe chưa, không được chơi bóng nữa. Dạ. Ôi không, chúng ta phải đi lượm nó lại. Hả? Trời ơi, không biết bóng của ai mà dơ dữ vậy, không đẹp như bóng của mình chút nào. Đó, là Dumbo và Puck. Max, họ đang định làm gì vậy? Max. Chào Bruno. Cái cậu đang đi đâu vậy? Mình không bắt được bóng nên bây giờ tụi mình đi lượm lại. Hả, bóng hả? Bóng của ai vậy? Thực ra thì xin lỗi Bruno, đó là bóng của cậu đó. Sao? Quả bóng vàng thượng hạng của mình. Không, bóng, quay lại đây. Quay lại Bruno. Quay lại đây đi Bruno. Đừng có nảy nữa. Ôi sao, bóng của mình. Thật không thể tin được là mình chỉ mới có được chơi bóng đúng một lần. Bruno, cho tụi mình xin lỗi nha. Cậu, chịu trách nhiệm đi chứ, cậu tính sao đây? Khoan, mình biết chúng ta phải làm gì rồi. Thật hả? Chúng ta không tài nào tìm được một quả bóng mới đâu. Con sông, cậu biết con sông chảy dưới cầu mà đúng không? Cũng ở gần đây thôi mà. Mình biết đường tắt đi tới đó đó. Bây giờ tụi mình đi đến đó đi. Thật hả? Tất nhiên rồi. Nè, ở đâu vậy? Cậu nói là ở đây mà. Bên kia kìa. Nó ở ngay khúc quanh bên đó. Đúng rồi. Bóng của mình.
nghe. Được rồi, bóng của mình quay lại. Giỏi lắm con. Làm sao bây giờ? Dòng sông cuốn cậu ấy đi mất rồi. Giờ chúng ta phải gọi đội cứu hộ tới đây ngay. Vấn đề sửa chữa sao rồi? Đang tiến hành cùng lúc, nhưng chúng ta phải tạm thời chặn mối đi trên cầu. Tình hình hiện tại của cây cầu tới khu câu cá vẫn yếu lắm. Còn ở khu đường hầm thì mình dọn xong tảng đá chặn đường rồi, giao thông cũng ổn định trở lại. Được rồi, các cậu làm tốt lắm. Hả? Chào, Jin nghe máy đây. Jin, cứu với, Park mới bị rớt xuống sông dưới cầu rồi. Cậu nói sao? Cậu cũng biết đó, dòng sông nó chảy trực tiếp ra biển. Được rồi, mình sẽ cử đội cứu hộ đi ngay. Lát nữa Paul sẽ đi về phía cầu rút. Đi xem thử cậu ấy có ở đó không. Chúng ta không thể để cậu ấy trôi ra biển. Mình đi liền. Tụi mình sẽ tới ngay. Phong ơi, cậu đừng lo lắng. Có cái này, cậu sẽ ổn thôi. Mong là họ sẽ tới đây nhanh hơn. Rồi, cậu qua bờ sông bên kia giữ lấy Ford đi. Tụi mình sẽ lo bên này cho. Mình hiểu rồi. Ford. Đợi chút nha Ford. Bô lên nhanh lên. Sắp được rồi. Đâu? Rồi, tụi mình phải giữ chặt cậu ấy, từ từ kéo cậu ấy lên. Được, mình hiểu rồi. Cũng may là cậu vẫn an toàn. Cũng còn may đó. Lại gần bờ sông khi mới qua cơn bão là chuyện rất nguy hiểm. Thực ra là lỗi của mình, không phải cậu ấy. Mình là người muốn lấy quả bóng mới của Bruno ra để chơi. Không phải, lẽ ra mình không nên khoe khoang mới phải. Mình nên để các cậu chơi. Xin lỗi các cậu nha. Không sao đâu. Các cậu quay về công trình đi. Chú Builder sẽ lo lắng lắm đó. Chú Builder quên mất tiêu. Đúng rồi, Polly ơi, cậu cho mình xin lại quả bóng của mình đi. Chưa được đâu, để mình giữ cho. Vào thị trấn rồi mình sẽ trả lại. Hả? Thôi mà, trả cho mình đi Polly. Hả? Cậu không hiểu đâu, mình không thể rời xa nó một giây một phút nào hết. Chưa có được đâu. Thôi từ mà, từ từ mình trả mà. Không được. Ha!
tập phim Hãy Giữ Lời Hứa. Scooby, không, mình lên trước. Mình lên trước. Mình lên trước. Mấy đứa yên lặng đi. Nếu mấy đứa cứ cãi nhau thì tất cả chúng ta sẽ trễ giờ đó. Bây giờ mấy đứa nghe lời anh, xếp thành hàng một đi, rồi theo thứ tự đi lên xe là được. Được rồi, tốt lắm. Bây giờ hãy lên xe một cách cẩn thận. Xin chào Toby. Xin chào Tim. Hi Mary. Hi Annie. Xin chào. Còn đây là em trai của em, tên là Alfie. Wow, rất dễ thương. Hi Alfie. Xin chào Scooby. Annie, anh nghĩ để con gấu bông này vào cặp sẽ tốt hơn, nếu không sẽ làm mất đó. Nó là em trai của em, không phải gấu bông. Em có thể yêu cầu em trai của em ở yên trong cặp táp của em một thời gian không Annie? Em ấy nói không sao. Đi thôi, ăn đi. Chúng ta đi thôi. Ôi trời. Trạm cứu hộ. Đây là những món đồ bị mất được tìm thấy. Wow, nhiều đồ như vậy sao? Làm sao chúng ta có thể tìm thấy chủ sở hữu? Đừng lo lắng, tất cả đều có tên hết rồi mà. Đây là hộp dụng cụ của chú Builder. Còn đây là bóp tiền của Stacy. Con cừu này của Mary. Chúng ta viết tên lên món đồ sẽ thuận tiện hơn nhiều đó. Đúng vậy. Nếu chúng ta viết tên của mình vào đồ đạc của mình thì sẽ thuận tiện cho việc tìm kiếm. Đúng. Trong hôm nay thì mọi người hãy cố gắng tìm tất cả chủ sở hữu đi. Chào Scooby. Bye bye mấy bạn nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy Annie? Em phải làm sao? Em trai của em mất rồi. Cái gì? Annie, em có để quên ở trường không vậy? Em đánh rơi ở đâu đó rồi. Annie ơi, đừng khóc nữa. Anh sẽ tìm gói bông cho em. Em đã nói là em trai của em rồi. Được rồi, anh hứa sẽ tìm thấy mà. Em đừng khóc và hãy về nhà chờ đi. Không. Annie à, nếu như bây giờ em không về thì ba mẹ em sẽ lo lắng lắm đó. Nhưng mà nếu không có anh về thì em không ngủ được. Đừng lo lắng. Tối nay trước khi em đi ngủ thì anh sẽ tìm thấy và đem về nhà cho em. Thật không? Đương nhiên rồi. Scooby là một người đàn ông, anh sẽ luôn luôn giữ lời hứa của mình. Stacy, đừng để mất một lần nữa nha. Chắc chắn. Cảm ơn Polly. Không có gì. Bye bye. Cảm ơn Roy. Tạm biệt Mary. Cảm ơn con nhiều nha Haley. Dạ không có gì. Em mơ, cậu làm xong chưa? Cần mình giúp gì không? Không, mình ổn, mình làm sắp xong rồi. Được rồi, gặp cậu sau. Yahoo! Bây giờ mình phải làm gì đây ta? Trời cũng tối dần rồi, phải tìm được trước khi trời tối. Nếu như mình không tìm thấy thì sao? Scooby. Hả? Polly. Hey, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Polly à, mình đang lo lắng vì mình không thể giữ được lời hứa. Giữ lời hứa gì vậy? Cậu có biết Annie không? Annie hả? Có phải cô bé có má hồng và tàn nhang không? Phải. Em trai của cô bé đã bị mất tích rồi. Sao? Em trai cô bé hả? À không, đó là một con gấu bông. Tên của nó là Alfie. Và đối với Annie thì nó cũng quý giá như em trai của cô ấy vậy đó. Mình đã hứa với cô ấy rằng sẽ tìm em trai của cô ấy, ý là sẽ tìm được con gấu bông đó trước khi Annie đi ngủ vào tối nay. Mình đã tìm khắp nơi nhưng mà không thể tìm thấy được. Mình không muốn phải làm cho cô bé thất vọng đâu. Scooby, đừng khóc nữa. Đội cứu hộ có thể giúp cậu mà. Thật sao? Tụi mình sẽ tìm thấy con gấu bông của Annie trước khi trời tối, không để cho cậu thất hứa đâu. Chúng mình về rồi. Các cậu đã làm xong chưa? Mình là người hoàn thành đầu tiên. Thật tuyệt vời. Mình thật sự rất vui vì đã làm cho mọi người hạnh phúc. Kể từ bây giờ, cậu sẽ nhận nhiệm vụ tìm chủ sở hữu của tất cả những món đồ bị mất. Cái gì? Quá nhiều hả? Sao lần này Polly về trễ quá vậy kìa? Đúng đó.
cậu đã làm xong nhiệm vụ chưa? Nếu làm xong rồi thì tất cả các nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Xin lỗi, nhưng mà chúng ta còn một nhiệm vụ khác phải làm nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta phải giúp Scooby giữ lời hứa với mọi người. Lời hứa của Scooby? Các cậu đến đây rồi, mình sẽ kể cho các cậu nghe. Hẹn gặp lại ở quảng trường nha. Được thôi. Tìm thấy thật sao? Scooby, đừng lo lắng. Hả? Chúng ta phải tìm một con gấu bông sao? Các cậu có thể giúp mình không vậy? Tất nhiên rồi. Nếu tất cả chúng ta đi tìm thì có thể nhanh chóng tìm thấy. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Chúng ta cần phải tìm thấy trước khi trời tối, không có thời gian nữa. Được thôi. Giờ chúng ta hãy chia nhau ra đi tìm gấu bông nào. Được thôi. Gấu bông hả? Không. Hả? Mình không nhìn thấy nó. Wow, nó đây rồi. Hả? Là hòn đá. Mình đã tìm khắp nơi, nhưng mà không tìm thấy. Không được, chúng ta phải tìm thấy nó. Không có con gấu bông là Annie không thể ngủ được đâu. Nếu như cô bé không thể ngủ vì mình thì mình không thể tha thứ cho mình được. Hả? Clinny? Hả? Polly? Mà có chuyện gì vậy? Tụi mình đang tìm con gấu bông của Annie. Hả? Gấu bông? Cậu có nhìn thấy không? Gấu bông không, mình không nhìn thấy. Không sao. Mình thật sự rất muốn giúp cậu, nhưng bây giờ mình bận lắm, Polly. Không có sao đâu. Cậu hãy tiếp tục hoàn thành công việc của cậu đi. Cảm ơn Linny. Bây giờ tụi mình sẽ đi tìm con gấu bông. Mình hy vọng các cậu sẽ tìm thấy. Bye bye các cậu. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ đi, xem chúng ta đã bỏ qua con đường nào. Nếu có người nhặt được con gấu bông thì sao? Nếu có người lượm được thì sẽ báo với trạm cứu hộ rồi. Đúng rồi, nhưng nếu vậy thì Jin đã gọi cho chúng ta. Vậy cũng đúng. Cuối cùng cũng xong, đúng là một ngày bận rộn. Hả? Gì đây? Hả? Tụi mình đang tìm con gấu bông của Annie. Hả? Con gấu bông? Thì ra mình đã lượm. Mình đúng là nhóc rối mà. Cuối cùng, Scooby không phải là đàn ông nữa rồi. Vì mình đã không giữ lời hứa với Annie được. Scooby, cậu đừng khóc mà. Chắc chắn sẽ có cách thôi. Jin! Polly, mình có một tin vui. Tin vui gì vậy? Mình sẽ nói khi cậu đến đây. Nhớ dẫn theo Scooby nha. Scooby. Ta-da! Wow, đây là em trai của Annie. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình lượm được ở trạm xe buýt, nhưng mà mình bận tới nỗi quên mất tiêu nó luôn. Chúng mình đã tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy. Mình xin lỗi, nếu mình mang nó tới sớm hơn thì các cậu đâu phải tìm khắp thị trấn. Không sao đâu, Clinny. Nếu như cậu không giúp thì tụi mình cũng không tìm thấy nó. Thật không? Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, Clinny. Và cảm ơn tất cả các cậu rất nhiều. Các cậu đã vì mình mà cố gắng đi tìm. Không có gì. Nè, Scooby à, sắp tới giờ đi ngủ rồi đó. Cậu nên đưa cho Annie đi. Được rồi.
Annie, đã đến giờ đi ngủ rồi, lên lầu đi. Dạ chưa mẹ. Hả? Scooby. Annie, em lên xe nhìn đi. Hả? Auntie, Auntie của em nè. Scooby, cảm ơn. Hả? Cái này là gì vậy? Đây là món quà tặng cho em. Kể từ bây giờ em phải viết tên của em vào những món đồ của mình thì mới dễ tìm. Dạ được, em hứa mà Scooby. Bây giờ em sẽ có một giấc mơ ngọt ngào với Alfie rồi. Dạ. Em trai của em Scooby, cảm ơn anh rất nhiều vì giữ lời hứa với em. Anh cũng cảm thấy vui mừng vì anh đã có thể giữ lời hứa với em.